doanh thu từ cửa hàng gốm sứ. Với số vốn đầu tư 75 triệu để kinh doanh thì các bạn sẽ có lợi nhuận trung bình 20-35 triệu trên tháng. Đây là một con số hầu hết các cửa hàng gốm sứ nhỏ ở Bát Tràng đều có thể đạt được. Tại vì với lượng khách hàng di chuyển thường xuyên, người ta cần các cái mặt hàng tiêu dùng, rồi những cái mặt hàng trang trí và quà tặng, thì doanh thu này với lợi nhuận này các bạn có thể đảm bảo để có thể duy trì được cửa hàng và mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tư. Vì sau khoảng tầm 4-5 tháng thì hoàn toàn các bạn có thể hoàn vốn được, và lúc đấy bắt đầu sẽ có lợi nhuận. Kinh doanh gốm sứ thì có hai mùa đông khách, đầu tiên là từ tháng 1 đến tháng 5 và từ tháng 8 đến tháng 12 sẽ có hai tháng ế là tháng 6 và tháng 7, ở thời điểm này khách rất là vắng. Cao điểm thì sẽ tập trung vào tháng 1 và tháng 2, vào tháng 10 và tháng 11, nghĩa là giai đoạn Tết và chuẩn bị gần Tết Dương Lịch. Tại các tháng cao điểm này thì lợi nhuận có thể đạt được từ 100 đến 150 triệu, tùy vào khả năng và tiếp cận của các bạn. Ví dụ như là nếu các bạn tiếp cận được một công trình liên quan đến trang trí gốm sứ cỡ lớn thì hoàn toàn có thể đạt được doanh thu một tháng hơn 100 triệu. Hoặc là các bạn có thể nhận được một đơn hàng liên quan đến ấm chén in logo của quân đội với hơn 1.000 bộ hoặc 1.500 bộ thì các bạn cũng đã có một doanh thu khá là tốt. Rồi chưa kể là các cái khách hàng mua tranh lẻ, đặt những cái sản phẩm tranh vẽ theo yêu cầu thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể thu được lợi nhuận rất là cao trong các sản phẩm này. Và như vậy thì bán gốm sứ với các mặt hàng thông dụng hiện tại bây giờ thì nó là một cái nguồn thu tốt, và các bạn không phải lo vấn đề về việc hàng tồn hay là hàng này để lâu nó bị hỏng, mà gốm sứ để càng lâu càng có lãi. Và tùy khách hàng khi gặp thì chúng ta có thể bán gấp 5, gấp 10 lần so với giá trị các bạn đầu tư. Tại vì là gốm sứ là nghệ thuật, đây là một sản phẩm vô giá. Tùy vào khách hàng thì họ cảm nhận thấy đẹp, cảm nhận là phù hợp với họ thì họ có thể trả cho các bạn một cái giá trị rất là cao. Ngày xưa thì các cụ đã nói rằng là nhất chữ, nhì tranh, tam sành, tứ gốm. Và như vậy thì sành và gốm đã nằm trong hai cái sản, nằm trong bốn những cái vật khi mà các bạn muốn kinh doanh và để càng lâu càng có lãi.